Chào mừng bạn đến với kênh Góc Bóng Đá, nơi tổng hợp những tin tức hay nhất của làng túc cầu. Tương lai của Messi ở đâu mùa giải tới, mỗi lúc một nóng lên khi chỉ còn vài tháng nữa là hết hạn thỏa thuận với PSG. Phía Barcelona dường như đang có một chiến dịch để công khai đưa số 10 huyền thoại của họ trở lại. Từ phó chủ tịch Rafa Juste tuyên bố, câu lạc bộ đang có những liên hệ và đàm phán với phía Messi. Đến huấn luyện viên trưởng Xavi Hernandez cũng mở viễn cảnh số 10 chơi bóng ở Nou Camp thêm một lần nữa. Một sự bổ sung như Messi chắc chắn sẽ cung cấp thêm chất lượng trong lối chơi của Barcelona. Nhưng như vậy lại nảy sinh những vấn đề với Frenkie de Jong, bởi vì Messi và cầu thủ người Hà Lan đều có khu vực hoạt động tương tự ở trên sân và de Jong thì đang đảm nhiệm rất tốt vai trò của mình. Liệu de Jong có chấp nhận lùi lại để nhường đất diễn cho người đàn anh hay không? Đặc biệt là sau khi đã chịu quá nhiều đau thương mới có thể tiếp tục gắn bó với Barcelona. Thêm vào đó, Barcelona đang đặt cược vào một đội hình mới với những tài năng trẻ, những người đại diện cho tương lai của câu lạc bộ. Messi không thể góp mặt vào tương lai ấy ở độ tuổi gần 40. Chẳng cần phải bàn thêm về đẳng cấp của Messi, nhưng nếu sự trở lại của anh vô tình là lực cản với Pedri hoặc Gavi, thì đó không khác gì một cú tát vào Barcelona và cả chính nhà vô địch World Cup. Messi từng không giấu ý định tham dự World Cup 2026. Lo lắng duy nhất của Leo là không thể đủ thể lực để cùng Argentina chinh chiến ở Bắc Mỹ năm 2026. Để giải quyết bài toán này, Leo nên ở lại Paris. Việc chơi bóng trong một tập thể nhiều ngôi sao ở một giải đấu có tính cạnh tranh không quá lớn như Ligue 1 sẽ giúp cho Messi duy trì được thể lực, phong độ đủ để tham dự thêm một kỳ World Cup. Với PSG, Leo cũng có thể hoàn toàn ước nguyện vô địch Champions League thêm một lần nữa. Và sau thất bại vừa qua, giới chủ Qatar sẽ làm mọi cách giúp PSG có được sự nâng cấp đúng đắn với mục tiêu lên đỉnh Cúp châu Âu lần đầu tiên. Barcelona đích thực là nhà của Messi, song màn tái hợp nếu xảy ra sẽ là một canh bạc rất rủi ro cho cả Leo lẫn đội chủ sân Nou Camp. Những năm tháng cuối sự nghiệp của anh nên là quãng thời gian tận hưởng hơn là hứng chịu nhiều thị phi. Video được tài trợ bởi FB88.